Rồi, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nghề Bãi Nhật Mỹ nha. Thì như thường lệ là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, đúng 5 giờ chiều lên video nha mọi người. Đó, thì mọi người mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0777 896639 gặp Khánh hoặc là sẽ có nhân viên nghe máy. Bên em á, cái hình thức giao dịch á, giao dịch lần đầu thì chuyển khoản. Anh nào mà muốn ship tới nhà trả tiền á, thì nói rõ là anh muốn mua hàng ship tới nhà trả tiền. Thì rồi anh ghi rõ địa chỉ số nhà ra giúp em. Chứ nhiều anh ghi cái địa chỉ không em cũng không biết mà anh muốn gì nữa. Rồi bên em á thì sẽ bao ship hóa đơn trên 500 ngàn nè. Nhưng mà mấy anh lần đầu tiên mua hàng á mà kêu ship tới nhà trả tiền là em sẽ không có bao ship nha. Đó, mọi người có thể đến lấy hàng tại số 137/95 Trần Đình Xu, quận 1. Mà nhớ rằng một điều trước khi qua thì gọi em. Thì bên em á là sẽ có nhân viên ở cửa hàng là từ 1 giờ tới 5 giờ chiều. Thứ ba tới thứ bảy nha mọi người, 1 giờ tới 5 giờ chiều, từ thứ ba tới thứ bảy. Rồi, người thấy video này hay cho xin cái nút like và đăng ký kênh. Mọi người bấm đăng ký đi, mà không không bấm đăng ký là sẽ bị lãng tiêu cái kênh của em á. Cảm ơn mọi người đã xem hàng bên em và đã mua ủng hộ hàng bên em, rất cảm ơn luôn. Rồi đi vào video hôm nay luôn. Video hôm nay thấy cái tờ giấy này nó để trên cái thùng đúng không mọi người? Nó không có bày hàng hóa đồ ra nhiều. Đây là gì? Đây. Đây là một cái thùng giấy. Một cái thùng giấy rất là nặng. Đây. Đó, made in USA. Để em lấy cho mọi người, tại vì hôm bữa cái băng keo em quấn lại xong rồi đó, made in USA nha, made in USA. Đây là gì đây? Sẽ mở ra cho mọi người xem. Đó. Khủng chưa? Hàng cực kỳ khủng luôn. Ngày hôm nay là em về được hai thùng. Cái thùng kia em chất ra rồi, em chất lên đây cho mọi người coi. Hôm nay em về được hai thùng hàng kìm chất vice strip, hàng này là hàng quân đội Mỹ nha mọi người. Hàng quân đội Mỹ nó lưu kho tới giờ luôn. À, nói chung á là cái dòng này thì nó tới nay là đát của nó sẽ rơi vào đó đó là 197X hoặc là 198X, nhưng mà 8X 8X từ đầu nha mọi người. Em về được hai thùng, một thùng á là 10WR và một thùng là 10CR. Cái quy cách của nó là 48 cây trên thùng đúng không? Đó. Hàng của Mỹ và đây là hàng lưu kho thời xưa tới giờ nha mọi người, thời chiến tới giờ á chứ không phải là hàng mới đâu nha. Đây, mấy anh mê buy strip lắm, em cũng mê nữa. Đây, chốc hết rồi. Đây. Nó cái này đợt này là hàng này là hàng mua nước Mỹ nó bay qua Nhật này nha, Yokohama này nha mọi người. No box 42 cái thứ tự hộ thùng nè, made in USA. Trên đây nãy có ghi nè, made in USA nè. Em cho mấy anh coi luôn. Hàng này là độc lắm nha. Em không muốn lột ra tại hôm bữa em hơi ngáo, em lấy băng keo em dán lại xong mà em lột ra cái này là nó sẽ bị chốc cái giấy mọi người, mà tiếc lắm. Giấy này thời xưa chứ không phải là thời mới bây giờ đâu. Đó, một thùng như vậy. Ở đây có tem mộc đàng hoàng hết nha. Nè. Cho mấy anh coi luôn. Đó. Thấy chưa? Packnap, Packing Corporation of America nè. America là nước Mỹ mọi người, một là tên ghi là USA, hai là ghi America. Omaha nè. Đó, này nó bay qua Nhật này, nó người hàng này lưu kho của Nhật nha. Đó, cái quy cách tất cả mọi thứ đều đóng ghi rất là rõ. Em cho mấy anh coi luôn là cái thùng nó bên trong nó đóng như thế nào. Đây, đây là cái quy cách mà thời xưa thời chiến nó đóng nè mọi người. Thùng đóng ghê không? Chắc chắn không? Hàng nó lưu kho nè, từng mấy cái hộp nó dính nè mọi người, nó dính cái vân vân nè. Đó, ghim bấm đồ lại hết luôn, rất là chắc chắn. Đó, cho mấy anh coi. Rồi. Hôm nay em về được hai thùng nha. Rồi thì không có lâu nữa, em là luôn luôn rõ ràng không lòng vòng. Đây, bên em có hai cây. Một cây á là 10WR và một cây là 10CR. Rồi đầu tiên á, cái cây này á nó giá anh em mua hàng nhắn cho em cái mã là 1001, giá là 1.390.000. Dòng này là dòng 10CR, 10 inch. 10 inch là 250 mm. Cây này là cũng là 1.390.000, 1002, 10WR cũng là 10 inch luôn. Rồi. Thì hôm nay á, hàng này nó cũng là hàng giá trị đúng không? Mà nó là hàng sưu tầm nữa thì ok, em sẽ chơi như vậy nha. Hôm nay á là cái video thứ 100 trên kênh của em luôn, cái video thứ 100. Nè, mã nó lên tới 4 số nữa không? 1001 và 1002. Thì em sẽ đặc biệt cho đối với cái video này á thì mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại này nha. Giá là 1.390.000 cho một cây. Nếu như mà mấy anh mua một cặp là hai cây thì giá của nó sẽ là 2.750.000 một cặp. Thì tức nghĩa là như vậy là em sẽ giảm cho mọi người 40.000 rồi đúng không? Rồi, đứng đây. Anh em á mà mua hàng mà chuyển khoản trước á, em sẽ tặng cho mọi người một cái dao alpha và tất nhiên là sẽ bao ship. Đây.
Thì đây là những cái vỉ dao alpha mà bên em đang bán, sản phẩm này bán cực kỳ chạy luôn. Thì tất nhiên có anh là mua 4-5 cái rồi. Cái này là để dùng làm gì đây? Cái dao alpha này anh dùng để treo móc khóa mọi người. Đó, em treo từ lúc em mới bán tới giờ nè. Thấy không? Còn mới ken lan ken sờ ben và rất là đẹp. Thì em sẽ tặng cho 11 dao nha. Một dao tức nghĩa là một cái lẻ như vậy. Cái lẻ này hiện tại bên em đang bán với giá là 55.000 cho một cái. Như đây, này là thép không gỉ nha. Stainless nè, mấy anh đưa ra như vậy là alpha Japan. Thì cái này nó khá là hay. Thì em thấy nó cũng là đồ chơi, nó cũng gọi đồ chơi luôn chứ không phải đồ nghề nữa. Nó alpha Japan đây, đóng Japan đàng hoàng nha, đóng Japan lên lưỡi luôn. Thì em sẽ tặng tặng cho 11 cái dao. Nếu như mà mấy anh mua một cặp là 2.750.000 á, là em tặng cho mấy anh một vỉ này. Đó. Mua một cặp tặng một vỉ. Còn nếu như mua lẻ một cái thì tặng một cái. Tặng thì random nha, tặng đại nha, bốc đại chúng màu nào thì chọn màu đó. Cái này rất là hay. Nè mấy anh kéo ra như vậy thì buông ra nó sẽ đưa vào phải không? Đẩy mạnh ra thì nó sẽ dính lại. Rồi thôi, nói như đó thôi. Hôm nay mình không phải mình review cái dao. Đó, nói để cho mấy anh biết. Mua lẻ là 1.390.000, một cặp là 2.750.000, tặng một dao. Rồi, nè, em sẽ ship code là chỉ bao ship với khách đã từng mua hàng. Anh nào mà lần đầu tiên mua hàng bên em á nha, là em sẽ không có bao ship nha mọi người. Đó, ship code là chỉ bao ship với khách đã từng mua hàng. Anh nào mà mua hàng lần đầu, em sẽ không có bao ship và không có tặng dao nha. Địa chỉ 137-95 Trần Đình Xu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. 1001 giá là 1.390.000. Hàng này hàng nóng rồi, mình coi từ từ nha. Đầu tiên nó là bao bì bên ngoài là hàng mới nguyên siêu. Giai đoạn cái cây kìm này ra đời á thì đâu đó là loanh quanh khoảng 197X, 198X là 1970 mấy mọi người. Đó. Tại vì cái dòng này tại sao là em sẽ từ từ em nói cho mọi người nghe. Đó. Hộp này bên dưới nè. Mở ra nha cả nhà. Đẹp chưa? Hôm nay em về được cái lô này rất là khủng. Đó. Mấy anh nhìn cái nước xi của nó này nha. Cái nước xi này rất là độc nha. Ngày cái video kế em, tại em sẽ lấy một cái cây kìm đời mới hơn so với cây này. Đây là một cái cây kìm Vice Rip. Đời này á là khoảng năm 1990 mấy. Là tức nghĩa là nó sẽ sâu thằng kia mấy chục năm. Đây. Sẵn rồi, cái video này mình chia sẻ, mình khoe đồ qua lại luôn. Đây em cũng có một cây Vice Rip. Cây này thì là đắt, này đắt sao rồi. Những cái cây càng xưa thì nó mới càng giá trị nha. Tại vì cái chất thép nó rất là dày và rất là khủng bố. Đây mấy anh coi cái nước xi nữa nè. Thằng này á, nước xi nó khác hoàn toàn luôn nha. Đó. Ghê chưa. Mấy anh nhìn nè, mấy anh nhìn cái vân ở đây nè. Đó. Nó sẽ không có bóng loáng như cái thằng đời mới hơn. Đó. Cái thằng đời mới nè, thằng này là đồ original USA này, thấy không? Còn thằng này là thằng đời xưa nữa. Dòng này dòng 2 code. Nó còn một dòng xưa thằng này nữa là dòng 3 code. Ba cái dòng code này nè mọi người. Cái dòng code này mấy anh có thể lên Google, mấy anh đánh là nó sẽ ra được cái cây kìm này luôn nha. Cái dòng code này có ý nghĩa chứ không phải là dòng code giết đại đâu. Đó, nó sẽ có cái dòng 3 code luôn. Rồi xưa hơn nữa là nó sẽ có cây một lẫy. Nó không có cái lẫy tự động này. Xưa hơn nữa là sẽ không có cái lẫy tự động này. Đó. Dòng này á là dòng 10CR. 10CR á là cái dòng này nè. Đó, nó sẽ cái ở đây cái kìm kẹp đúng không mọi người? Đó, nó sẽ kẹp tới sâu tới này là mấy anh sẽ kẹp được rất là sâu. Còn á cái 10WR này nè là nó sẽ chỗ này nó sẽ là cái lưỡi cắt. Đó. Bình thường thì nói chung là hàng này hàng sưu tầm thì mấy anh sẽ mua là mua một cặp. Cho mấy anh coi. Cái mấy cái vàng vàng này nè là cái dầu bảo quản của nó lâu ngày nó tích tụ nó đông lại mọi người chứ không phải là nó bị rỉ đâu. Còn mấy cái cây này á thì hỏi có rỉ không thì có. Đấy, tất nhiên. Nghĩ sao bốn mấy năm chục năm mà không có được. Cây nào cũng phải có hết nha mấy anh. Mà nó đóng nè, Bantansen nè đàng hoàng. Rất là đẹp nha. Chất thép ngày xưa thì nó dày khỏi chê rồi. Đó, em rất là mê Vastrip. Đây, cho mấy anh coi luôn. Dầu bảo quản còn nguyên hết luôn nha. Đó, cái cây này mấy anh mua về cứ để yên nó đi. Em bảo đảm với mấy anh là 100 năm sau nó còn nguyên như vậy. Nó không có bị gì luôn á. Đây. Đó, ông nào mà muốn coi đồ mới thì qua kênh của em coi đồ mới cho nó sướng. Đợt này em về được 2 thùng nha mọi người, mới bay xuống, rất là khủng luôn nha. Đó. Thì về không rài rồi, chỉ là đợi cái video kỷ niệm
video thứ 100 trên kênh của em, một cái video cái thứ tự nó rất là đặc biệt, cho nên là em sẽ đăng bán cái sản phẩm này, giá là 1.390.000 cho một cây đó, dầu bảo quản còn hết luôn nha, y nguyên hết, tất cả cây cây nào cũng đẹp hết, rất là sướng tay cầm, nó dính cái dầu nó đã lắm mọi người. Đây bên trong từng mỗi cây kìm mà đều có cái giấy này hết nha, mấy anh coi từ từ nha, đừng có tua video, coi cái này được thực hiện cái video này là không phải lâu lâu mới có mọi người. Đó, kìm kẹp chết là như thế nào, nó dùng để cho mấy anh kẹp mấy con ốc nè, mấy anh mài dũa hay là mấy ngóc, mấy anh kẹp ở trên, kẹp ở dưới, kẹp ống, kẹp tua vít đồ nè. Đó, giấy này là giấy ngày xưa luôn nha mọi người, nhìn cái chất giấy thiết kế của nó nè, đó vice grip nè mọi người, đó nó chỉ cái thế mấy anh cầm thấy không, mấy anh đưa vô mấy anh dặn rồi sau đó mấy anh bóp lại ốc vít đồ nè, mấy anh mở ra rất là khủng và rất là đẹp. Một cây kìm chết của vice grip đây, cây nào tất nhiên là đều với rỉ ít rỉ nhiều nha, chứ không có nào mà không có hết, không có nào mà mới can, muốn mới can đúng không, có đi mua hàng iWin ngoài chợ á, tại vì vice grip này á nó giá trị là tại vì bây giờ là hãng nó đã bán sang Đài Loan rồi, của Đài Loan nó làm rồi, nó không có như ngày xưa nữa, ngày xưa là made in USA đàng hoàng, bây giờ là không còn nữa, cho nên là đó là lý do tại sao mà nó giá trị mọi người. Hai cây này là sản xuất cùng đời với nhau, mã cây này là 1001 giá là 1.390.000, cây này á là 1002 giá là 1.390.000, dòng này là dòng 10WR là 10 inch đó, 1.390.000. Ngoại hình bên ngoài là cây này thiết kế trang cây kia luôn nha, nó không khác gì luôn, mà cái hộp này hộp màu vàng, hộp kia hộp màu xanh để cho dễ phân biệt, mở ra cho mọi người coi luôn, đẹp chưa, cực kỳ đẹp. Cái này mà không đẹp nữa thì thôi không biết chỗ nào luôn á, đợt này về giá này rất là tốt luôn nha mọi người. Đó em coi nha, đó, dầu nó chảy xuống nè thấy không, ở đây có chữ gì nữa nè, anh nào mà biết tiếng Anh thì đọc cho nó vui, nó vice grip the wheel patensen nè, chữ patensen nè đó, anh nào thấy chữ patensen nhìn này nó cho nó rõ, only buy nè, đẹp chưa, quá đẹp. Rồi đây là cây 10WR 10 inch, chiều dài từ đây tới đây là 250 mm. Đây mấy anh coi đồ mới nè, đẹp chưa? Thì ở đây nó sẽ là chỗ này là cái lưỡi cắt, thằng kia là nó sẽ cong vô trong luôn. Đây. Còn kìm kìm kẹp chết mà nó đi cắt thì chưa bao giờ thấy ai lấy kìm kẹp chết cắt bao giờ. Cắt thì thường mấy anh hay lấy kìm cộng lực cắt cho rồi. Tại vì mỗi chức năng khác khác nhau, cây này là chỉ kẹp thôi. Đó, thì mấy anh sẽ kẹp được sâu hơn, cái phôi đi trong này mấy anh kẹp kẹp được nó sâu hơn rất là nhiều nha. Rất là đẹp. Đây patensen nè mọi người, patensen the wheel USA đó, hai cót đó, hai cót không, đây cái cót này mấy anh có thể chụp màn hình lại, mấy anh lên mạng coi thì cái cót này là có ý nghĩa nha, đều tìm ra được cái kìm này chứ không phải là bấm đại đâu nha mọi người. Đó vice grip nè, bàn tay bắt tay nhau, rồi cho mấy anh xem luôn, nghe nghe cái tiếng không, cái tiếng này nó không có thanh bang 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 giống như mà khi em làm, là tại sao, là tại vì á dầu bảo quản nè nó dính lại rồi, nó thành keo rồi, cho nên là nó không có bang bang bang. Để em lấy một cái cây đã dùng rồi mấy anh nghe. Đây thì sau khi một thời gian mấy anh dùng á là nó sẽ mất tiêu cái keo bảo quản hết rồi nè, đen thui nè, chốc hết trơn đâu còn gì đâu. Đó thì là cái tiếng của nó, cái tiếng của nó là sẽ bang bang như vậy, chứ mấy anh đừng có bảo là sao cái kìm này mở ra nó không có tiếng giống như trên video một khi em làm, là tại vì đây đây mọi người, đó thấy không, keo bảo quản nó còn y nguyên luôn, đồ này đồ mua sưu tầm, còn anh nào mà mua về nó để tôi dùng thì em nói thiệt là anh quá sang. Đó giá này rất là tốt luôn nha, tại vì hàng bãi hiện tại mà kêu mà kìm vice grip mà đi kiếm kìm mới can sao ben cái này là giá là cũng 1.200.000 chứ không rẻ đâu, bản thân em cũng vậy, em hàng em mua về em bán là phải giá đó, chứ là giá em mua rất là cận, chỉ là nhiều anh đang có nhu cầu thì em mua về bán thôi, chứ còn giá này cực kỳ tốt luôn. Rồi ngày hôm nay là kỷ niệm video thứ 100 trên kênh của em, thì em sẽ bán giá rất là ưu đãi cho mấy anh, và anh nào mà chuyển tiền trước, chuyển tiền ông nào mà chuyển tiền trước á thì em sẽ tặng cho một cái dao OFA và cộng bao ship, ship code đó là chỉ bao ship với khách đã từng mua hàng. Rồi địa chỉ là 137/95 Trần Đình Xu, ai mà muốn qua đây thấy tận mắt sờ tận tay thì cứ tới tới nhà em cầm lên cái kìm này rồi là chắc chắn là sẽ đưa tiền thôi, tại vì nó quá đẹp.
anh em mà mua một cặp á, giá là 2.750.000 cho một cặp nha, lẻ là 1.390.000 cho một cây đó. Thì cái này bình thường thì đây là hai cây này nó cùng đời với nhau và nó sẽ có hai dòng, nó sẽ có một dòng miễn công như một dòng hai, cái dòng miễn công này sẽ có hai loại đó mấy anh coi nha, coi coi hàng mới nó như thế nào. Dòng miễn công này nó có hai loại, thì một loại có lưỡi cắt và một loại không có lưỡi cắt, tùy vào nhu cầu đó. Mì bình thường là khách chơi thì cho một cặp, em mình tất nhiên là sẽ có một cái cặp kèm giữ lại cho em rồi, tại vì em mê pha strip lắm, em nói thẳng em rất là mê. Đây hàng của Khánh đây, thì cái cây này của em á, là cây này là đát nè, cây này đời sau nha, cây này đời trước, cây nào 1970 mấy 98 mấy á, còn cây này là 199 mấy nè mọi người đó, made in Ad original, thì sau này nó làm bóng loáng nè mọi người thấy không đó, nó rất là bóng, nhìn nó bóng lợn luôn á đó. Đó cây này của em nè, hàng mới nè mọi người, nhìn hàng mới nó ra làm sao. Còn bên đây nè, đấy là cho mọi người coi lại lần nữa để so sánh, hôm lấy cây 10W ra rồi luôn đó, lấy ra cho mấy anh so sánh để cho mấy anh coi cái nước xi nó khác nhau hoàn toàn, không có giống nhau đâu nha mọi người. Nhìn cái thằng này nó sẽ thần xù, nó xấu hơn nhưng mà vậy nó mới đẹp, vậy nhìn nó mới khỏe, nó mới chắc chắn đó. Nhìn cảm quan là mọi người nhìn thấy nó cũng dày hơn đúng không, cái thép bên đây nó dày hơn đây đó, nhìn bằng mắt mình cũng thấy rồi. Và cầm cái kìm này tới hồi bung ra là nó sẽ chắc chắn hơn, cầm cái này nè nó sẽ chắc chắn hơn so với cái cây đời trước của nó, tại vì cái thép nó dày hơn mà đó. Mấy anh cứ nhìn này so sánh nè, đó đó thấy chưa đó, mấy anh cứ chụp màn hình lại, mấy anh lấy cái thước là mấy anh đo thử đi là mình nhìn thấy nó còn dày hơn nữa. Ốc vít đồ bên dưới nè mọi người đó, có là so sánh luôn cho mấy anh coi. Nó ngày xưa nè, thép nó do thép nó dày quá mọi người, cho nên là nó phải dập, là dập dữ lắm, dập nó mới vô được. Còn sau này là công nghệ nó tiên tiến rồi, nó dập như vậy nè. Nè, mình đang so sánh với hai ông già và hàng Mỹ nha, chứ không có so sánh với đồ iWin nha mọi người. Anh nào mà muốn mua đồ rẻ, đồ đẹp mà còn len quen xà beng mới mà không bị rỉ này kia đồ thì cứ đi mua iWin thẳng tiến, hàng đó bán rất là nhiều, ngoài chợ em thấy giờ ở đâu cũng có bán hết đó. Cây này là cây 10WR rồi. Ok, thì video ngày hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, thì chắc có lẽ là em sẽ dành riêng một cái video, em đang nói là em để làm cái kênh mới để em giới thiệu cái đồ nghề thôi chứ không có bán, em giới thiệu mà tới giờ em vẫn chưa làm được nữa, lu bu quá mọi người đó. Ở đây em có hai cái nha, thì anh nào mà muốn mua cái nào liên hệ với em, mã là 1001 giá là 1.390.000, 1002 là 1.390.000 luôn, bán hai cây này đồng giá với nhau. Bên em sản phẩm rất là nhiều, đây em về được 2 thùng đó đó, vậy đó, nhìn cho nó đã thùng nè đó, hàng Mỹ đồ đàng hoàng hết nha đó, có tem có mộc rồi hết. Anh nào muốn qua đây em cho coi cái thùng này là chắc không bao giờ em bán hay là cho ai hết, cái thùng này biết bao nhiêu kỷ niệm đó, made in wood a, thùng này rất là xịn nha, thùng này không có ai cũng có đâu đó. Rồi mọi người mua hàng liên hệ với số điện thoại 0777896639 gặp Khánh, giá 1.390.000 cho một cây. Anh nào mua một cặp thì giá là 2.750.000, chuyển khoản trước là tặng cho mấy anh một cái dao, một dao này nè, dao này thì em sẽ chọn ngẫu nhiên màu nha, hiện tại bên em có hai màu, dao này thì rất là bén rồi, dao này thì để cho mấy anh gọc hàng nữa mọi người đó, mấy anh treo móc khóa vô túi quần là mấy anh gọc hàng, gọc giấy này, gọc trái cây rồi đó. Dao này bên em bán rất là chạy nha, hiện tại đang bán lẻ giá là 100.000 cho một vỉ on fire made in Japan. Thì chuyển khoản trước á, thì sẽ tặng một cái dao, bao ship, ship code thì sẽ chỉ bao ship với khách đã từng mua hàng. Địa chỉ là 137/95 Trần Đình Xu, quận 1. Anh nào mua một cặp này nè, 2.750.000 một cặp, mà mấy anh chuyển tiền là em sẽ tặng cho mấy anh một cái dĩa dao này luôn nha. Đó, chân thành mấy anh đã xem video của anh em và ủng hộ hàng bên em rất là cảm ơn luôn. Rồi, video ngày hôm nay là chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có hai sản phẩm mà. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Đây cái dao nè, đó. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, video kết thúc đây. Xin chào mọi người. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại 0777896639 gặp Khánh. Mọi người thấy video này hay nhớ bấm nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em đã xem hết video anh em và ủng hộ hàng bên em trong suốt thời gian qua. Em rất là cảm ơn luôn. Rồi, kính chúc cả nhà có buổi cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào mọi người ơi, thứ ba tuần sau là em có việc bận, cho nên là thứ ba chắc có lẽ là nếu như em sẽ cố gắng hết sức để lên video nha. Còn hôm ấy thì là có thể là khoảng thứ năm em mới lên video được. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha.